được tiếp tục với thông tin khác. Ngày 28 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Xuân Doanh Nhân Tôn Vinh Doanh Nhân Xuất Sắc 2020 được tổ chức với sự tham dự của hơn 200 doanh nhân, doanh nghiệp trên cả nước. Trong năm 2020 đầy biến động, khó khăn, chương trình Xuân Doanh Nhân với mục đích là nơi gặp gỡ, hội ngộ của cộng đồng doanh nhân, là nơi để các doanh nhân chia sẻ niềm tin, hy vọng hướng về năm mới thuận lợi, tốt đẹp hơn và tôn vinh các cá nhân xuất sắc nhất. Đặc biệt, chương trình còn vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa thông điệp nhân ái đến những hoàn cảnh khó khăn. Giải thưởng là nguồn động lực để các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục cống hiến cho cộng đồng. Dịp này, ban tổ chức đã trao top 10 doanh nhân xuất sắc 2020, top 20 doanh nhân xuất sắc 2020, top 10 doanh nhân trẻ xuất sắc 2020, top 20 doanh nhân trẻ xuất sắc 2020.